Thế nha, cũng có phải dòng siêu quả không này? Thế nha em ạ. Cũng như cái hàng 3 triệu đây. 3 triệu rưỡi rồi. Đẹp phết này. Mà như cái hàng này bao tiền? Hàng dưới đất này này. Xô 2 triệu một cây mà không bán. Ủi thế thì khác gì này. Như hàng chậu kia đẹp lắm rồi. Hàng chậu còn lâu mới được cốt thôi nhỉ. Cốt như thế này cốt còn đẹp hơn. Cây đẹp hết ở trên chậu hết rồi. Nhưng mà cốt này đúng là vặn vẹo thật. Cốt nó ối rồi ôi. Mày em về nuôi to nữa rồi về cắt hết cái phần rễ đi mà chôn ở trong mình chứ. Cho lên chậu ấy. À để nuôi thêm á. Không phải cắt đi. Mẹ này, siêu quả. Anh cái video này là bắt đầu từ cái video là thằng con thằng Tiến nó bảo là chụp các kiểu gốc đẹp phết. Anh bảo là đang anh Phương anh ấy nói mày đang không chân chính gì kìa, cứ rủ ra thanh lý. Anh bảo là cả năm đi bán hàng thanh lý, bây giờ gặp người nông dân chân chính là ngại là phải rồi. Mấy anh em rủ ngoại ra mà mình không thể ấy được. Thằng sĩ kia nó cũng đang bảo nhà đang xây, nó cần thanh lý hồng, mình còn chưa ra được đây này. Đây này, đây này. Đẹp nhỉ? À, đẹp. Đã gốc bệ này. Uốn. Nhưng mà vẫn phải về làm lại tay tán. Đấy, sai không? À, bác sĩ nó còn đang bảo là nhà nó đang làm nhà thiếu tiền. Với cả nó cũng đang thanh lý cái hồng đào. Mình còn chưa ra được, mình mới ngại. Anh bình luận phát luôn. À, cả năm đi bán hàng thanh lý mới giá rẻ thì gặp người nông dân chân chính là ngại là phải rồi. Không hiểu ý đồ là gì luôn. Không còn thằng này nữa, cứ ra rủ là thanh lý hồng đào mấy các thứ. Anh Phương anh chỉ chết mẹ mày bây giờ. Nhiều khi không biết sống thế nào cho vừa. Đây con này cũng đẹp này. Con này tán này được rồi này, nhưng mà phải nâng con tán này lên. Tay uốn lượn các kiểu rồi này. Ui xù. Đắt như hàng chậu rồi. Sao không chở cây ra cho nó à? Đâu cái bảo là chở cây ra cho cái thủy. Chả biết là nó bảo xếp ở đâu thì xếp cho nó à? Chắc là uốn lượn. Nó đi đánh cái khế chua. Khế này khế chua à? Ui giời ơi. Con này bay lượn như rắn này. Đang nghiêng nghiêng đổ mặt hồ này. Đẹp nha. Con này đẹp này. Mình chả biết cái mẹ gì về bonsai. Này. Nhìn thực tế đẹp lắm. Bởi vì nhiều quá cho nên tôi không quay kỹ được một cây. Sai bít mình bịt. Nhìn để tôi xem trong cái chua. Cái chua hay cái ngọt. Rồi con này cũng đẹp này. Này. Bệ này. Nhưng mà cái khế này là khế ngọt hay khế chua đây? Anh. Cái khế này khế ngọt hay khế chua? Khế vàng á? Rôn rốt à? Cái con đằng này nó gạ nó dở ra bán khế chua. Thằng này nó vừa làm một chậu khế rồi mà.